Ê bà ấy bà, nhiều lúc tôi tự hỏi á, tại sao nước biển lại mặn ta? Tôi nghe nói á, là ngày xưa trái đất mình không có biển đâu, cho đến một ngày. Em ơi em, mình quen nhau cũng lâu rồi, bao giờ em mới cho anh được gần gũi em vậy? Anh nói thiệt, anh hấp tấp ghê á, mới quen nhau đó mà đã đòi gần gũi là sao? Mới quen đâu mà mới quen, quen nhau 200 triệu năm rồi đó. Thôi được rồi, chắc em không thể nào giấu anh được nữa. Chúng mình á, chỉ có thể yêu xa thôi, chứ không thể nào gần gũi nhau được đâu. Tại sao? Vì em là mặt đất, còn anh là bầu trời. Anh mà đến gần em á, là khác gì trời sập chứ. Lúc đó, em cũng không thể nào tồn tại được đâu. Chúng ta mãi mãi không thể nào đến được với nhau. Vậy là ông trời bị thất tình, khóc 300 năm. Nước biển mặn vậy á, tại vì đây là nước mắt của ông trời đó. Ai... Nghĩ lại mối tình năm xưa, tự nhiên thấy buồn quá.